Ngày 5 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ đón nhận hải cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Diệp về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Hóa. Dự lễ có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Phú. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Diệp sinh năm 1954, nguyên quán xã Vũ Hội, Vũ Tiên, Thái Bình, trú quán tại xóm Phú Hội, xã Xuân Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái, nay là tỉnh Thái Nguyên. Ngày 25 tháng 12 năm 1972, đồng chí lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại mặt trận phía Nam, hy sinh ngày 9 tháng 9 năm 1978 tại mặt trận phía Nam. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Diệp được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Thể theo nguyện vọng của gia đình, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Xuân Phú đã đưa hải cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Diệp về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện